theo quảng cáo thì nó quạt khá là mạnh, tiện nữa mát hơn mà. Mình nghĩ cái này là để bật. Rồi tôi rồi ok để các bạn xem. Nghe mạnh hơn rõ ràng không? Cũng là mạnh hơn. Nhưng mà nó không có mạnh như là cái mình kỳ vọng. Thì các bạn có thể làm mát cái Audio Jump. Yo, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mình mua được trên mạng, đó là đế tản nhiệt có nút hút chân không cho điện thoại. Thì cái sản phẩm này thì mình mua được trên Shopee, và cụ thể của nó là mức giá nó là 194.000. Thì cái sản phẩm này là không phải bán ở Việt Nam mà nó nhập từ bên Trung Quốc về. Thì cụ thể của cái shop nó nhập là của Trung Quốc, Rudong là Quảng Đông, Shen là Thượng Hải không nhỉ? Nói chung là nhập từ Trung Quốc về. Thì cái sản phẩm này, những cái sản phẩm mà nhập từ Trung Quốc hay là nhập từ những cái nước ngoài về thì Shopee nó giao chậm hơn bình thường. Thay vì các bạn 3-4 ngày các bạn có thể nhận được nếu mà cái shop ở Việt Nam á. Còn những cái shop ở nước ngoài thì bạn nhận rất là lâu, khoảng 1 tuần, 2 tuần gì đó bạn mới nhận được. Thì mình sẽ mở thử cho các bạn xem. Dán bằng cái khỉ gì mình chặt nha. Rất là nặng. Nhìn rất là đẹp không? Không biết là quạt nó mạnh thế nào. Color mình mua là màu black. Ở ngoài thì cái vỏ nó có một màu thôi. Quạt này mình nghĩ là sẽ tốt hơn cái loại này. Cái loại này lần trước mình đã có mở hộp và review cho các bạn xem cái loại này. Về giá tiền á, thì cái loại này á, cái loại dạng cái tay cầm này á, thì nó rẻ hơn cái thằng này. Thì giá của thằng này tầm 110, còn cái này là khoảng 190-200. Cái này thì bán ở Việt Nam, còn cái này từ nhập khẩu từ bên Trung Quốc về. Lát nữa mình sẽ xem chất lượng quạt của nó quạt có mạnh hay là không nha. Còn cái này mình đánh giá, mình có đánh giá trước cho các bạn rồi. Giờ mình sẽ nói lại, đó là cầm thì nó cũng tương đối cũng dễ chơi, nhưng mà thật sự là nó quạt không có mạnh, quạt rất là yếu. Hai quạt nhưng mà quạt rất là yếu. Thật sự thì nếu mà máy các bạn nóng như là dạng máy của mấy thằng Sony á, mình đang xài Sony nè, cái này là Sony nè, thì rất là nóng. Nóng đến độ là có thể là nếu bạn bật camera lên thì nó sẽ bị tắt camera. Và cái này nó quạt không có tản nhiệt nổi đâu. Này chỉ để cho những cái máy nhiệt độ tương đối, là nó không có lên nhiều, lên cao như Sony thì có thể dùng được. Quạt nó rất là yếu. Mình sẽ thử quạt cho các bạn xem luôn. Nghe tiếng thì rất là không, rất là yếu. Mình sẽ lấy cái tấm lịch mình thử cho bạn xem nó dễ hơn nha. Đây là miếng giấy lịch nha. Còn lúc nãy thì là bài có lẽ là nó nặng hơn, nó cho là nó nặng hơn đi, là nó không bay được. Thì mình lấy cái tờ lịch này không, quẹt rất là lớn, hai quẹt quẹt dù dù luôn. Nhưng mà để lịch lên thì nó không có không có gió vậy. Nói chung là sát với bạn vẫn cứ cảm thấy mát, nhưng mà để tay như thế này vẫn cảm thấy mát. Và nếu như cái máy các bạn để như thế này thì mình nghĩ là vẫn mát. Và mình thử mình để cái máy mình nó vẫn mát, nhưng không có đến nỗi là mát giảm nhiệt tuyệt đối. Nó chỉ giảm một phần nào rất ít thôi, ví dụ 50 thì nó giảm 5 độ hay 7 độ tầm đó thôi. Còn cái quạt này mình theo quảng cáo thì nó quạt khá là mạnh, và tiện nữa mát hơn, mà mát hơn gần cả 100.000, 70-80 gì đấy. Thế là nó có một cái quạt thôi, quạt nó rất là to, mình nghĩ là quạt nó rất mạnh. Và thường nó quạt cái khu nằm trên đây, cái máy nè, khu phần này thì cái CPU nó chạy rất là mạnh. Và mình nghĩ là cái phần này á, nó sẽ quạt cái phần này nó sẽ mát máy hơn. Và bây giờ mình sẽ thử cái tốc độ quạt cũng như là cái độ mạnh của quạt này như thế nào.
Thì quảng cáo là nó quạt được bao nhiêu nè, quạt được 4.000 vòng, 4.000 vòng và pin của nó dùng được 3 giờ. Khá là ấn tượng nha. Còn là tiếng Trung Quốc. Đây là một sản phẩm chính hãng từ Trung Quốc. Wow, nhìn như thế này giống như một chiếc xe đua nha. Trong hộp chúng ta vẫn như thường lệ là luôn có cáp sạc nhưng không có bao giờ có đốc sạc cả. Rồi đốc sạc nếu mà nó có cho cũng lỡm nó sạc có được đâu. Nên xài những cốc sạc của mình thì tốt hơn. Dây sạc thì để xài tạm của nó cũng được, mà nếu tốt thì cứ lấy dây sạc của mình thôi. Ở phía sau nó còn có một cái chiếc nhẫn mà. Để chúng ta chống lên như thế này. Cái gon này là những cái gon 2, 4, cái miếng hút chân không chứ phải là gon 2, 4, 6, 8, 9. Những cái miếng gon cao su này thì nó khá là mềm so với tương tự của mình trên hình. Mình nghĩ trên hình nó sẽ hơi cứng một tí, mà thực sự nó rất là mềm. Khá là mềm. Ở đây mình có 2, 4, 6, 8, 9 là 9 miếng hút chân không. Bây giờ mình sẽ thử xem mà nó quạt mạnh như thế nào nhé. Đây 4.000 vòng này nó mạnh như thế nào. Nhìn giống như không chiếc xe. Ở phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái cổng USB. Cái cổng này chúng ta để cấp nguồn ra để chúng ta sạc chiếc điện thoại của mình luôn. Thì cái cổng này á, thì theo mình các bạn cũng không nên sử dụng để sạc cho điện thoại đâu. Vì sự trọng lượng nó cũng không có nặng lắm. Mình nghĩ là pin nó cũng không có nhiều đâu. Không nên sạc khi không cần thiết. Còn cái phần này á, là một cổng micro USB để các bạn sạc vào cái thiết bị này. Này chúng ta có một cái ở đây hai nút. Một cái là quạt, một cái là hình sấm sét. Mình nghĩ là cái này là để bật coi cái dung lượng pin. Nó sẽ bật cái này lên. Khá là yếu nha. Thì nó có 3 mức. Để mình thử mức 2 coi nha. Mức 2 nè. Thử cái 2 cho các bạn. Mức 2 cho các bạn xem. Không. Nghe mạnh hơn rõ ràng không? Bây giờ mình sẽ thử mức 3. Nghe bạn nghe không? Nghe rất là lớn luôn. Thử đi. Mức 3 thì quạt cái vòng quay nó lớn hơn rất là nhiều nhưng nó cũng không bay nổi cái tấm lịch này. Nói chung là đúng là mắc hơn cái này, quạt cũng là mạnh hơn. Nhưng mà nó không có mạnh như là cái mình kỳ vọng. Không. 3 mức quạt. Nói chung là cái này quạt khá là mạnh đó. Nếu các bạn để máy như thế này là mình nghĩ là rất là mát. Tuy nhiên thì mình theo mình tưởng tượng, mình nghĩ là nếu với mức giá này tầm gần 200.000 thì mình nghĩ là phải quạt bay được cái này, quạt bay được cái tấm dây này. Đó, theo mình là mình muốn như vậy. Cái sản phẩm 200.000 nên đạt được cái tiêu chí như vậy. Nhưng mà như vậy cũng cũng khá là ổn rồi. Với 3 mức này thì các bạn có thể làm mát cái điện thoại của mình một cách khá là tối ưu rồi. Gió như thế này cũng khá là mát rồi, rất là mát. Nên các bạn ốp cái điện thoại vào thì sẽ tản nhiệt được rất là nhiều đối với cái thiết bị này. Với lại nó khi ốp và nó hở cái này, nó hở một khoảng nên khả năng làm mát nó rất là cao. Theo mình đánh giá cái ốp tản nhiệt này thì nó dĩ nhiên là nó tốt hơn cái ốp lần trước mình mua review rồi.
Thì gió nó có 3 mức độ gió, thì tiện cho mình sử dụng rất là nhiều. 3 đức mức độ, tùy theo cái máy bạn nóng ít hay nóng nhiều. Chung là mức 200 ngàn mình nghĩ là đối với mình là có thể tạm chấp nhận được thôi, tạm chấp nhận thôi. Mình nghĩ 200 ngàn là mình như tiêu chí mình nói lúc nãy là nó phải bay được cái tơ lịch này. Tơ lịch nó rất là nhẹ mà nó bay không có nổi tơ lịch. Không. Quạt theo mình 200 ngàn, quạt như thế này mà thiết kế như thế này, quạt to như thế này mà quạt như thế thì mình hơi thất vọng một tí. Có lẽ nó phải quạt mạnh hơn. Ok, vậy là phần mở hộp và đánh giá sơ về cái sản phẩm này đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Và nếu cảm thấy video này có chút xíu gì đó thú vị thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cũng như có thể theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.